Let me show the light. Lấy hộp bị ôm mà khai. Ơi. Thank you.
แล้วไม่ละgiống của chị đây ạ. À. Giống này giống tốt, giống của giấy tốt. Lá già nhìn nó không phải già đâu, nó bị sắp bị bệnh đấy. Kiểu sương mai xuống ấy. Kiểu mấy ngày trời mưa. Đúng rồi, trời mưa đâu, trời nắng này. Chắc hoa là nó mưa xuống xong nó đen đấy nhỉ? Nó bị như kiểu không. Sương mai. Sương mai đấy, không gọi sương mai. Sương mai xuống. Cái này thì chị dọn sau. Đằng nào chị dọn sau chị cứ cho vào rồi. Lấy không? Lấy rau cải không? Dạ. Có lấy rau cải không? Bà rau cải không? Đây. Lấy đồ gì? Không. Mang đi. Làm ảnh hưởng đến các em chứ. Cái này cho lợn ăn sướng đấy. Cho đám cưới này. Mai nhá. Mai quay thì mình chạy trêu. Bắt ghép đi. Đang trêu bảo là tháng 5 đi với chị Yến ạ. À.
Thank you.
Mấy tuổi? 11 tháng. Trời ơi, 11 tháng rồi. Bữa nay chắc các bằng. Để trong chuột đó. Ờ, chuột ở đây rồi mẹ. Sao không? Có đau không? Đau đâu nhỉ? Không sợ đâu. Sao đâu nhỉ? Cắt tí thôi nhỉ? Xong rồi. Chị nha. Nó cũng chịu nhỉ? Chịu à. Hợp tác. Không sao không? Xong rồi, chị xin lỗi nhá. Ok. Tắt máy bằng bằng. Bị ám ảnh cái hắn rười nhỉ.
Ha ha ha.